Vâng, shop em lại gửi chào kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi sân ong, các bác đi tìm hoa phong lan, anh em đi cưa gỗ. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác, các anh em một cái mẫu guốc trèo cây, hay anh em còn gọi là dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây. Về cơ bản thì cái mẫu guốc trèo cây này được các bác anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều, dễ trèo, phục vụ hỗ trợ anh em trèo cây rất là đơn giản nhé và rất là dễ dàng. Anh em nào mà đang có nhu cầu tham khảo về những mẫu guốc trèo cây thì có thể liên hệ trực tiếp bên em theo hai số điện thoại chính của shop ở đặt hàng. Shop em là luôn luôn giao hàng tận nhà, nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé, anh em yên tâm không phải cọc cả gì. Làm cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc anh em nhé. Nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái, ok thanh toán tiền. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai luôn nhé. Một cái mẫu guốc trèo cây 2 đinh. Đấy, tất chất liệu của nó đây anh em nhá, là bằng inox hết ạ. Đấy, bằng inox hết như các bác thấy trên hình đây. Khung của nó cũng bằng inox anh em nhá, khung bằng inox 6 ly. Đấy, và đinh cũng bằng inox anh nhá, đinh bằng inox. Đấy, mẫu này thì sẽ tiện gen, tiện máy CNC rồi nên là món em sẽ mài lại anh nhá, rất là sắc. Đấy, mẫu này phù hợp cho các bác trèo cây. Đấy, rất dễ dàng. Mẫu này thì bên em đang giảm giá kịch sàn cho bác. Giá chỉ còn bao nhiêu? Một bộ như này là với giá là 450.000 đồng anh nhá, 450.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà anh nhá. Nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái, ok thanh toán tiền nhá. Đấy, và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu guốc trèo cây 2 đinh. Khung của nó bằng khung bằng thép anh nhá, đinh bằng inox. Đấy, đinh bằng inox, đinh là inox tròn. Đấy. Mẫu này thì các bác có thể càng trèo nó càng sắc anh em nhá, rất dễ dàng trèo. Mẫu này thì phù hợp nhất và giá tiền bình dân nhất anh nhá, phù hợp cho tất cả các bác đều sử dụng được. Mẫu này thì bên em đang giảm giá xuống còn bao nhiêu? 300.000 đồng. Đấy, 300.000 đồng miễn phí giao hàng tận nhà nhá. Đấy, một bộ dụng cụ hỗ trợ trèo cây. Giá rất là rẻ anh em nhá, chỉ có 300.000 đồng thôi ạ. Tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu dây đai bảo hiểm khóa nhỏ anh em nhá, dây đai bảo hiểm khóa nhỏ. Mẫu này hàng của Thăng Long ạ. Đấy, mẫu này thì trọng tải lên tới 1 tấn mốt. Mẫu này thì bên em đang bán với giá bao nhiêu? 150.000 đồng nhá, bao ship tận nhà rồi. Và tiếp theo là cái guốc trèo cây, cái dây đai bảo hiểm khóa to. Khóa to là 200.000 đồng thôi nhá. Đấy, anh em nào đang quan tâm về cái mẫu guốc trèo cây hay là dây đai bảo hiểm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp. Bên em bán rất nhiều sản phẩm nhá. Guốc trèo cây, dây đai bảo hiểm, quần áo bắt ong rừng, ống nhòm săn ong đều đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết anh em nhé. Xin chào anh em nha. Xin chào tạm biệt các bác.